Chuyện thứ 15, Soun và mẹ. Soun là một thiền sư của Soto. Cha Soun qua đời khi Soun còn là một đệ tử, để lại cho Soun phải săn sóc mẹ già. Bất cứ khi nào đến thiền phòng, Soun cũng đem mẹ theo. Vì mẹ Soun cùng đi với Soun, nên khi Soun viếng các tu viện, Soun không thể ở chung với các nhà sư khác được. Vì thế, Soun phải dựng một ngôi nhà nhỏ để ở và săn sóc mẹ ở đó. Soun chép thuê những kinh điển và những bài kệ để lấy tiền sinh sống và nuôi dưỡng mẹ già. Khi Soun mua cá cho mẹ, người ta chế giễu Soun vì một nhà sư không được ăn cá. Nhưng Soun không quan tâm. Tuy nhiên, mẹ Soun đau đớn khi nghe những người khác chế giễu con mình. Cuối cùng, bà bảo Soun: "Mẹ nghĩ mẹ nên làm một Nico, mẹ cũng có thể là người ăn rau đầu được." Bà trở thành một Nico và hai mẹ con cùng nhau học tập. Soun thích âm nhạc và là một nhạc sư đàn tỳ bà, thứ đàn mà mẹ Soun cũng chơi được. Vào những đêm trăng tròn, hai mẹ con cùng nhau hòa đàn. Một đêm kia, một thiếu phụ có việc đi ngang qua nhà Soun, dừng lại nghe nhạc. Quá xúc động, thiếu phụ mời Soun đến viếng mình vào chiều hôm sau để chơi nhạc. Soun nhận lời. Vài ngày sau đó, Soun gặp thiếu phụ trên đường và cảm ơn nàng đã tiếp đãi mình tử tế. Người ta chế giễu Soun vì việc viếng chơi nhà một thiếu phụ ở thành phố. Một hôm, Soun phải đến một ngôi đền ở xa để giảng dạy. Một tháng sau, Soun trở về nhà thấy mẹ mình đã chết. Bạn bè không biết Soun ở đâu mà tìm, vì thế đám tang cử hành. Soun bước tới gõ thiền trưởng vào quan tài nói: "Thưa mẹ, con đã về." Rồi Soun trả lời thay mẹ: "Con ơi, mẹ mừng thấy con đã trở về." Soun đáp: "Vâng, thưa mẹ, con cũng mừng lắm." Rồi Soun bảo những người chung quanh: "Nghi lễ đám táng đã xong, các người có thể chôn được rồi." Khi Soun già và biết mình sắp chết, vào một buổi sáng, Soun gọi các đệ tử tụ họp quanh mình. Soun bảo họ rằng mình sắp ra đi vào lúc trưa. Soun đốt hương trước hình mẹ và người thầy cũ của mình, viết một bài thơ: 56 năm ta đã sống hết sức ta. Ta đã tạo con đường riêng của ta trong cõi trần gian này. Bây giờ mưa đã hết, mây trời đã quang đãng, bầu trời xanh có một mặt trăng tròn. Các đệ tử tụng kinh cầu nguyện và Soun đã ra đi trong tiếng kinh cầu. Đôi dép ngược, cả cuộc đời đi tìm Phật mang đôi dép ngược. Mọi người, ai cũng bảo tôi như thế. Nếu muốn gặp được Phật, tôi đi tìm hoài, tìm mãi mà chẳng tìm ra. Cuối cùng, thất vọng trở về nhà. Mẹ tôi mừng rỡ, vội vàng chạy ra, đón nhận đứa con đã từ lâu bỏ mẹ đi tìm Phật Đà. Đứa con cúi xuống chân mẹ, khóc đầy tuyệt vọng: "Mẹ ơi, sao mẹ mang đôi dép ngược? Thấy con trở về mẹ mừng quá, vội quá, nên mang lộn, thế thôi." Sat Satori Satatrit. Mau là vì Phật của đời con. Mau là vì Phật của đời con, mẹ ơi, Phật là ma mẹ ơi. All my life, looking for Buddha, wearing my slippers backwards. Everyone told me that if I wanted to meet Buddha, I searched and searched and searched, but couldn't find him. Finally, disappointedly returned home. My mother happily, hurriedly ran out, receiving her child, who had long left her to find Buddha.
The child bowed down at her feet, crying in despair. Mom, why are you wearing your slippers backwards? Seeing you come back, I'm so happy, so hasty. So I brought the wrong one. That's all. Mother is the Buddha of my life. Mother. Đôi dép ngược. Cả cuộc đời đi tìm Phật mang đôi dép ngược. Mọi người, ai cũng bảo tôi như thế. Nếu muốn gặp được Phật, tôi đi tìm hoài, tìm mãi mà chẳng tìm ra. Cuối cùng, thất vọng trở về nhà. Mẹ tôi mừng rỡ, vội vàng chạy ra, đón nhận đứa con đã từ lâu bỏ mẹ đi tìm Phật ra. Đứa con cúi xuống chân mẹ. Cuối cùng thất vọng trở về nhà. Mẹ tôi mừng rỡ, vội vàng chạy ra, đón nhận đứa con đã từ lâu bỏ mẹ đi tìm Phật ra. Đứa con cúi xuống chân mẹ, khóc đầy tuyệt vọng. Mẹ ơi, sao mà mang đôi đáp ngược? Hey, con trở về mẹ mừng quá, vội quá nên mang mừng thế thôi. Satori, 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 Satori. Mẹ là vì phạt qua đời con, mẹ ơi. Mẹ là vì phạt qua đời con, mẹ ơi. Phạt là mẹ, mẹ ơi. Phạt là mẹ, mẹ ơi. Phạt là mẹ, mẹ ơi. Phạt là mẹ. All my life looking for Buddha, wearing my slippers backwards. Everyone told me that if I wanted to meet Buddha, I searched and searched and searched, but couldn't find him. Finally, disappointedly returned home. My mother happily, hurriedly ran out, receiving her child, who had long left her to find Buddha. The child bowed down at her feet, crying in despair. Mom, why are you wearing your slippers backwards? Seeing you come back, I'm so happy, so hasty. So I brought the wrong one, that's all. Sabu, Sabu, Sabu is the Buddha of my life. Mother, mother is the Buddha. Đôi dép ngược. Cả cuộc đời đi tìm Phật mang đôi dép ngược. Mọi người, ai cũng bảo tôi như thế. Nếu muốn gặp được Phật, tôi đi tìm hoài, tìm mãi mà chẳng tìm ra. Cuối cùng, thất vọng trở về nhà. Mẹ tôi mừng rỡ, vội vàng chạy ra, đón nhận đứa con đã từ lâu bỏ mẹ đi tìm Phật Đà. Đứa con cúi xuống chân mẹ, khóc đầy tuyệt vọng. Mẹ ơi, sao mẹ mang đôi dép ngược? Thấy con trở về mẹ mừng quá, vội quá, nên mang lộn, thế thôi. Sat, Satori, Satatrit. Má là vì Phật của đời con. Má là vì Phật của đời con. Mẹ ơi, Phật là má, mẹ ơi. All my life, looking for Buddha, wearing my slippers backwards. Everyone told me that if I wanted to meet Buddha, I searched and searched and searched, but couldn't find him. Finally, disappointedly returned home. My mother happily, hurriedly ran out, receiving her child, who had long left her to find Buddha. The child bowed down at her feet, crying in despair. Mom, why are you wearing your slippers backwards? Seeing you come back, I'm so happy, so hasty. So I brought the wrong one. That's all. Mother is the Buddha of my life. Mother.
vọng trở về nhà. Mẹ tôi nùng gió vội vàng chạy ra, đón nhận đứa con đã từ lâu. Bỏ mẹ đi tìm Phật Đà, đứa con cuối xuống chân mẹ khóc đầy thất vọng. Mẹ ơi, sao mà mang đôi đắp ngược? Thấy con trở về mẹ mừng quá, vội quá nên mang lộn thế thôi. Xa tôi đi, 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 xa tôi đi. Mẹ là vì Phật qua đời con, mẹ ơi. Mẹ là vì Phật qua đời con, mẹ ơi. Phật là mẹ, mẹ ơi. Phật là mẹ, mẹ ơi. Phật là mẹ, mẹ ơi. All my life looking for Buddha, wearing my slippers backwards. Everyone told me that if I wanted to meet Buddha, I searched and searched but couldn't find him. Finally, disappointedly returned home. My mother heavily, hurriedly ran out, receiving her child who had long left her to find Buddha. The child bowed down at her feet, crying in despair. Mom, why are you wearing your slippers backwards? Seeing you come back, I'm so happy, so hasty, so I brought the wrong one. That's all. Sato, sato, sato. Sato, sato. Mother is the Buddha of my life. Mother, mother is the Buddha of my life. Mother, but it is mother. 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 Đôi dép ngược, cả cuộc đời đi tìm Phật mang đôi dép ngược. Mọi người, ai cũng bảo tôi như thế. Nếu muốn gặp được Phật, tôi đi tìm hoài, tìm mãi mà chẳng tìm ra. Cuối cùng, thất vọng trở về nhà. Mẹ tôi mừng rỡ, vội vàng chạy ra, đón nhận đứa con đã từ lâu bỏ mẹ đi tìm Phật Đà. Đứa con cúi xuống chân mẹ, khóc đầy tuyệt vọng. Mẹ ơi, sao mẹ mang đôi dép ngược? Thấy con trở về mẹ mừng quá, vội quá, nên mang lộn, thế thôi. Sat satotri, satatrit. Má là vì Phật của đời con. Má là vì Phật của đời con, mẹ ơi, Phật là má, mẹ ơi. All my life, looking for Buddha, wearing my slippers backwards. Everyone told me that. If I wanted to meet Buddha, I searched and searched and searched, but couldn't find him. Finally, disappointedly returned home. My mother happily, hurriedly ran out, receiving her child, who had long left her to find Buddha. The child bowed down at her feet, crying in despair. Mom, why are you wearing your slippers backwards? Seeing you come back, I'm so happy, so hasty. So I brought the wrong one. That's all. Mother is the Buddha of my life. Mother,